thực hiện chỉ đạo của Cục Cảnh sát Giao thông về việc tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên các địa bàn, tuyến đường huyện, đường tỉnh, Công an tỉnh đã ban hành kế hoạch bố trí các tổ chuyên đề tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Theo kế hoạch, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh và Công an các huyện, thành phố thành lập 11 tổ công tác chuyên đề, tiến hành điều tra cơ bản, xác định, lập danh sách các tuyến, địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn giao thông, tập trung kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông. Công an tỉnh sẽ thực hiện chuyên đề xử lý vi phạm này từ ngày 20 tháng 5 đến hết ngày 20 tháng 7. Mỗi tổ công tác sẽ gồm 3 cán bộ, chiến sĩ cảnh sát giao thông và 3 cán bộ công an xã, phường, thị trấn, nơi tổ công tác thực hiện tuần tra, kiểm soát. Song song việc đảm bảo an ninh trật tự của địa phương thì lực lượng công an thị trấn cũng thường xuyên phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông của công an huyện Kiến Sương để mà xử lý vi phạm tất cả trên hành chính với lại các đường bộ trên tuyến đường các tuyến đường mà công an thị trấn quản lý. Thực hiện kế hoạch cùng với tuần tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, kiểm soát kết hợp đấu tranh, phát hiện, bắt giữ, xử lý các loại tội phạm và vi phạm pháp luật trên tuyến như cướp giật, trộm cắp tài sản, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí thô sơ, vận chuyển, buôn bán ma túy và nhiều vi phạm khác. Ngoài ra, các tổ công tác còn đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông, qua đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân. Về chấp hành giao thông của em thì em đi đường em luôn đội mũ thôi. Thế là các giấy tờ các thứ thì luôn ở trong ví rồi. Với lại bia rượu thì em cũng không bao giờ uống mà điều khiển các phương tiện giao thông cả. Hiện tại là theo biên chế của đội cảnh sát giao thông công an huyện Kiến Sương thì hiện tại chia làm 2 tổ liên tục tuần tra kiểm soát cả ban ngày và buổi tối, ban đêm trên khép kín địa bàn của huyện Kiến Sương. Đấy thì từ khi triển khai cái kế hoạch mà phối hợp cùng với cả lực lượng công an xã, khi mà thực hiện chuyên đề ở xã nào thì lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp cùng với cả công an xã ở tại địa phương đó để triển khai chuyên đề. Theo báo cáo của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh, qua hơn một tháng triển khai, từ ngày 20 tháng 5 đến ngày 5 tháng 7, lực lượng cảnh sát giao thông đã lập biên bản xử lý hơn 3.100 trường hợp vi phạm, tước hơn 1.100 giấy phép lái xe, tạm giữ hơn 770 phương tiện giao thông các loại, phạt tiền hơn 9,7 tỷ đồng. Lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh thành lập 11 tổ tuần tra kiểm soát chuyên đề. Trong đó thì lực lượng cảnh sát giao thông chủ trì phối hợp với lực lượng công an xã phường thị trấn tiến hành tuần tra kiểm soát tại các cái tuyến địa bàn ở cơ sở. Sau thời gian thực hiện thì đến nay cái chuyên đề đã phát huy được cái tác dụng phát hiện xử lý cái vi phạm của người tham gia giao thông tại các cái tuyến địa bàn đường huyện, đường xã, các cái tuyến mà từ cơ sở để phát hiện những hành vi phạm, ngăn ngừa cái tai nạn giao thông liên quan đến cái việc người điều khiển phương tiện sử dụng rượu bia. Qua công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành quy định pháp luật của người tham gia giao thông, răn đe phòng ngừa, góp phần bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.